60 phân các bạn nha. Nên là cái thanh này này các bạn này, cái thanh này sát nhà dân này, sát bờ tường người ta là không đục này, để lại này, là mình chỉ phá hết toàn bộ cái thanh này đi này. Đây, bên này có một cái thanh này, họ phá đi, họ xây một cái thanh khác lên và họ đậy nắp tấm đan lên. Thì công việc của mình là phải đục toàn bộ thứ đấy ra tận đằng sau này các bạn này. Đấy, ra tận đằng sau đây, ra đằng sau cái cây xoài, cái nhãn gì kìa cả. Đấy, cái cây xoài, cây đằng này, đấy một đoạn khá là dài. Thì con mương này thoát nước là toàn bộ cái của làng này ra đây để chạy ra cái ruộng ngoài kia. Thì ở trong trên mặt các bạn đây là cái đoạn này thì họ đã làm đường thoát nước rồi, nhưng cái đường này nó nhỏ, nó không đáp ứng được nhu cầu, nên là họ sẽ đục cái đoạn này ra để cho nó rộng ra. Đấy, thì nó khi nó rộng ấy, rộng ra như vậy thì bắt đầu là mình mới có thể là dễ làm việc hơn và nó sẽ là thoát nước nhanh hơn. Đấy, nhưng mà hôm nay là đục ở đây thì nó hơi khoai các bạn ạ, nó quá khoai. Khoai cái là đây, cái phần này nó sát vào tường. Thứ nhất là bê tông ấy, là cái đưa tường này nó nhỏ, nó mỏng. Đấy, nó mỏng này, này nó nhỏ tí xíu này, nó rất là khó đục. Tại sao khó đục? Mình đục ấy thì để đứng búa thì nó hay bị trượt. Đấy, còn nếu mà để nó nằm như thế này, đục mà ngang tường, nếu đục để đục nằm ngang tường vậy rất là nhanh, tại vì nó vỡ cặn mạ to. Nhưng mà đây thì không nằm ngang được. Đấy, nếu mà để nằm ngang như vậy thì nó không tới búa vào để đấy đục vào nhà dân. Quỳnh cái này, đấy tường này quỳnh cái vỡ loanh quanh là mình phải đền đấy, không nguy hiểm nào. Nghĩ là một ngày công không được bao nhiêu nhưng mà phải đền rất là mệt, nên là mình phải bán phải cẩn thận, mà đục như thế này hay bị trượt các bạn này. Trượt là hay bị xô vào tường.
khi nhổ lên vậy xong mình cắm búa đây mình bắn nốt cái chân. Đấy là lên hết chân luôn. Đấy chân này còn bao nhiêu chân cho nó lên hết luôn. Đấy nhưng mà phải khéo khéo một chút, không là vào bờ thường người ta. Đây có đoạn này có nước chảy này, mà thật cũng phải vướng ống người ta bắt vào đi mà nối ống đấy. Đấy nên mình làm đây thì công trình thôi, mình làm thì thật cẩn thận. Đấy, những chỗ như này thì không kỹ thuật ở đây họ không chỉ cho mình được và mình làm nó từ từ. Đấy các bạn này, đẩy búa này, đẩy như vậy nhẹ này, trượt vậy đấy, thấy chưa? Đẩy dày như vậy là trượt nên là mình phải bắn nó sâu xuống mình đẩy thì nó sẽ vỡ cả mảng ra. Kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.